Hello, chào tất cả anh em nha. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em một cục đẩy hàng nòi của Mỹ đến từ thương hiệu của BG Đức. Tên model là Performance Series 2. Đây là một cục đẩy mà có cấu hình phải nói là vô cùng mà khủng khiếp anh em ạ. Công suất lên đến tận 960W. Và chạy chúng ta tổng cộng là 20 con sò Domino nha anh em. Đây là một cục đẩy mà anh em rất là thoải mái để mà phối ghép với những dòng loa lớn, loa 4 tấc, 5 tấc, hoặc anh em chơi với hệ thống mà nhiều loa cùng lúc, hoặc đơn giản cho anh em ghép sub chơi, hoặc anh em karaoke với những dòng sản phẩm này thì phải nói là cực kỳ tốt luôn nhưng mà để mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Con này là hàng mà Nhật vừa mới về sáng mai thôi nhưng mà bởi hình thức còn cực kỳ mới, đẹp tinh tươm cả từ phía trong ra phía ngoài nữa nha anh em. Đây, thiết kế con này thì mặt trước bao gồm nước nguồn và hai channel, channel 1 và channel 2. Còn đây là thiết kế cái sóng âm của dòng này, phải nói là cực kỳ đẹp luôn nhưng mà đây là thiết kế đặc trưng của những dòng sản phẩm của BG Đức cho anh em. Đây mời anh em cùng xem qua về hình thức dòng sản phẩm này. Về thiết kế con này mình đánh giá rất là cao vì độ hoàn thiện nó và nó rất là đẹp và bắt mắt anh em. Còn về mặt sau của sản phẩm thì chúng ta sẽ thấy là sản phẩm thì sẽ trang bị ra hệ thống là 4 chặng loa nha anh em. Và con này anh em có thể mà xỏ dây vào cái lỗ và anh em cắm đồ bắp chuối thì cũng được anh em à. Còn bên đây là cái cổng mà anh em để tiếp nhận nguồn vào qua jack 6 ly hoặc anh em chơi qua jack canon cũng được anh em. Còn đây là tem của dòng sản phẩm này BG Đức, hàng chuẩn là Made in USA nha anh em. Còn bên đây là thông số kỹ thuật dòng sản phẩm mà đây cái này nó đang xài dòng điện ra mà 100V anh em. Đây nó có dấu tích ngay tại 100V. Con này thì còn rất là nhiều dòng điện khác nhau tùy vào việc nó xuất thị trường nào nha anh em. Con này thì công suất là 480W trên một channel và tổng công suất của này là 960W nữa anh em à. Mình đánh giá rất là cao cấu hình công suất dòng sản phẩm này vì nó ở một cái phân khúc giá tập trung thôi nhưng mà công suất của nó là ở phân khúc giá cao cấp luôn anh em à. Đây mời anh em cùng nhìn xem qua về tổng quan về nội thất bên trong của cục đẩy nòi Mỹ BG Đức Performance Series 2. Đây là nội thất nhìn tổng quan từ phía trên xuống. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là sản phẩm mình sẽ trang bị ra một tăng phô rất là lớn nha anh em, màu vàng tinh tươm anh em à, còn rất là mới nha anh em. Cái này xài một khoảng thời gian phải nói là nếu mà anh em xài quá nhiều thì nó sẽ chuyển qua màu đen. Còn đây là quạt tản nhiệt của dòng sản phẩm này nha anh em. Quạt này thì nó là thuộc cái size mini luôn anh em à. Nên về độ ồn con này phải nói là cực kỳ thấp anh em. Có thể anh em phải nói là không nghe được tiếng ồn nha anh em. Đây là bản mặt dòng sản phẩm này. Nói chung mới đẹp tinh tươm. Con này được là hàng tuyển lựa nên rất là mới nha anh em. Đây con này sẽ trang bị ta là hai tủ lọc nguồn rất là lớn nha anh em. Còn đây là bản mặt dòng sản phẩm này. Và nó cực kỳ mới đẹp tinh tươm. Đến từng con linh kiện ở bên trong nha anh em. Đây anh em thấy hai cái lá này. Đây. Màu đỏ lên và nó rất là đẹp anh em à. Đây cái bản mặt của dòng sản phẩm này, xanh lè xanh lét anh em. Đây rất là mới, rất là đẹp luôn. Còn đây là lá nhôm tản nhiệt trong sản phẩm này nha anh em. Và nó sẽ chứa rất là nhiều sò ở bên trong. Đây mời anh em cùng xem. Con này nó sẽ trang bị ra tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5. Bên đây cũng là 5. Và nó sẽ có những con ở bên dưới nha anh em. Và tổng cộng con này nó sẽ trang bị ra tổng cộng là 20 con sò Domino nha anh em. Đây là một cấu hình mà đánh giá là cực kỳ cao luôn anh em à. Quá khủng khiếp anh em. 20 con sò Domino.
Rồi thôi không dài dòng nữa, mời anh em cùng vào ngay bài test thích âm của đẩy BGW Performance Series 2. Đây, mình sẽ test từ channel. Đây, channel 2. Và đây là channel 1. BGW Performance Series 2 bị đánh giá rất là tốt anh em ạ. Con này cho ra giải bass nghe căng cực kỳ luôn anh em. Sức âm của con này cho ra phải nói là rất là bùng nổ. Nếu mà anh em mà hát karaoke thì anh em phải chơi những cái dòng sản phẩm mà châu bò như là dòng sản phẩm này thì anh em ca hát mới sướng được anh em ạ. Con này thì anh em chơi trong không gian nhà rộng 40, 50, 60 mét vuông trở lên đánh cũng rất là tốt cho anh em, công suất khủng thì rất là dễ dàng để cho anh em chơi với những cặp loa khủng ấy mà. Hiện tại mình đang test với những cặp loa rất là khủng của Quật thì nha anh em, chơi cặp loa mà hai bass 40 và chất kèn nha anh em. Anh em thấy là con này tái tạo giải bass rồi, nghe phải nói là siêu căng luôn anh em à, nghe rất là sướng luôn. Con này anh em có thể mà chơi tốt ở mọi chở kháng từ 2, 4, 8 hoặc là 16 ôm đều cực kỳ tốt nha anh em. Mình đánh giá rất là cao những dòng sản phẩm mà hàng nồi của Mỹ vì nó xài những cái linh kiện mà cao cấp anh em ạ. Và độ hoàn thiện những dòng sản phẩm của Mỹ so với những cái nước khác ví dụ như là Trung Quốc anh em thì nó rất là rởm anh em ạ. Nên mình đánh giá rất là cao những cái dòng mà của Mỹ nồi. Rồi anh em thấy sao về tổng quan về sức mạnh, chất âm, thiết kế, hình thức của dòng sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới. Bye.